Xin chào tất cả các bạn, video ngày hôm nay mình sẽ tô màu một con sư tử. Chúng mình bắt đầu vào tô màu nhé. Sao chị ra đi? Tao đã bảo thôi rồi, mình quay lại xin về điện thoại ở trên này rơi mẹ dưới vỡ mẹ mà thành rồi. Được rồi. Lúc đấy mẹ không nghe thấy tiếng bố gọi đi. Không, tôi bị tắt một cái. Đã tắt đi rồi, lúc mình gọi mãi thì không được. Kinh là uống rau ua rồi. Chị Lương Nguyệt ơi, ăn gì đó? Cái vị này chẳng ngon gì cả, mà lọ trên này nó to lắm. Loại vị khác đấy thì nó không có vị kia. À mà chị mua đâu vậy? Nhà đây nó không vị ở đâu. Ơ, có loại bén à? Lên hàng lên mà mua. Bà là lên hàng lên mà mua. Mua 2 giây rồi. Mãi thật. Chết rồi. Em sắp về, chị người sang bên kia ngủ về. Mày lần chắc đến lúc mày về hai đạn đi rồi. Mày cho. Bọn tao đã em biết ngay mà. Mày nghe nghe. Chị hòm mỗi lần nha. Này, chính là thì bé thằng bắt đầu rồi. Thì làm được một gì. Xong tao thì cơm nước các thứ sang cái chút quanh quanh cơm nước các thứ tỉnh lấy cái này. Thế còn một thời gian béo luôn là nào đó. Xong một bốn cái hộp ở tay là nào. Cái này là một khi mỗi là mỗi làm phút mốt sáu mỗi lần. Mỗi lần thế mà. Chị không biết cái đợt mà nha, em vừa đặt rồi, em vừa đứng lên trên tầng vừa đặt lưng xuống dưới giường có lại gọi lại cho em. Thì em lười mà. Có điều kiện nó không là làm để ăn hỏi chứ nhìn hai nhà có điều kiện.
là để cặp ngõ. Chứ bây giờ đây bọn nhá, nó đi lên trên xã đăng ký xong rồi nó mua bánh kẹo các thứ rồi kiểu một số bạn bè người thân đến người nhà hai bên ấy, đây để chứng kiến xong rồi thuê hẳn mọi xã như thế mà nó có hoa quả thì bọn nó nhiều từ nhà điều kiện toàn là thế rồi. Thôi còn chị chưa đăng ký kết hôn. Ở nhà đấy mình chưa đi xin đấy. Nhà con kiểu có điều kiện, nhà không nhà Khánh Nước thì bây giờ còn mình nói kiểu thế. Hôm trước nó làm lái xe cho bọn công ty, cho bọn gì nhỉ, quên hơn công an hay bọn gì đấy, rồi xong rồi chuyển ra Lào Cai làm. Không đi ngủ chưa? Mày gọi như này thì ngủ gì? Mấy cả bây giờ mình tập lưng. Máy gọi như này thì ngủ cái gì? Từ sáng đúng không? Đúng giờ con điện cho tôi. Thả nào? À, hôm qua lúc con điện cho chị. Em... Không, cái chắc là tiền giấy kết hôn này nó mang về đây nó ký rồi chứ. Chị, em bảo là... Nó thuê mấy cái người này về đây cho để nó chụp ở nhà chị ơi. Cái này là chụp ở nhà. Thế chắc là nó thuê cái hộp là gì chứ bình thường cái này ký là phải bình thường xã ký cơ. Chị, em đang bảo đang kể chuyện là hôm qua 6 giờ cũng chưa thấy gọi điện ở trước. Quá lạ, mẹ anh Lương đi về, mẹ đã thèm khoe mình là về rồi thế nọ thế kia. Xong gọi điện thấy mẹ nhấc máy. Mẹ là gì? Mẹ bảo anh để quên điện thoại trên ô tô ấy. Thế xong anh nhờ tao thế nọ thế kia. Đó. Thế à? Ừ, phòng của Tân Uyên ở ngay chỗ cổng bệnh viện. Vâng, cái đất Tân Uyên là bé, cái mắt mũi thì cái gì chả, chỗ nào chả biết. Ở Hà Nội thì mình không biết chỗ này. Mẹ giống như đợt đi thăm văn, thăm anh Cương đi. Anh có chứ, đi qua cái chỗ cái dãy nhà thuốc với cả là cái sân ấy. Mẹ trong cái bệnh viện chỗ đéo mà chỉ nhà thuốc cái sân. Sau đó thì anh nhìn xem anh đang ở tòa B, tòa A. Thì anh bảo anh đang ở tòa A hoặc tòa B. Thì nhìn nó dễ. Anh không biết anh đang ở tòa nào. Ôi nhá rồi ông ấy chỉ đường còn nhìn gần chết. Nhà nó ngơ ngơ. Đúng rồi, như kiểu vào số 4. Đâu anh bé đâu coi. Bé bắp cơ mà. Quay em bé bắp cơ nào. Chị quay. Quay. Quay đi. Chị mới quay bắp cho chúng tôi xem. Quay video đi. Điên à? Nó chưa điện thoại, chị bị cái gì đấy? Đây này, chị ngồi xem cái điện thoại ngõ nhà gà. Nhìn nó sang này đúng không ạ? Nó có một đĩa hoa quả, nhưng mà chỉ có một đĩa hoa quả có nho, có nhít cả từ xong. Kiểu nhìn nó đơn rất đơn giản ý, nhưng mà sang ý nhớ. Để dọn ngõ thôi. Sang chấn tâm lý. Nhà gà không có. Ừ, nhưng mà dọn ngõ không nhà nó thì đậm sang như thế này. Sang này thì lại còn mình nói. Đây bác ơi. Đây quay đúng kiểu. Hello.